Loship, dịch vụ giao đồ ăn duy nhất free ship. Không chỉ vậy, Loship còn có 11 dịch vụ giao hàng khác như giao đồ, gọi xe, đi chợ giúp bạn. Loship hiện đang có mặt tại 5 thành phố lớn là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Loship là ứng dụng giao hàng duy nhất của người Việt và phục vụ người Việt. Hãy ủng hộ Loship như ủng hộ người Việt Nam. Tải app và trải nghiệm ngay tại đường link được gắn ở phần mô tả của video này nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry. Chỉ một năm trước khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, một vụ án buôn lậu hàng xa xỉ với giá trị khổng lồ đã khiến dư luận khi đó vô cùng rúng động. Rúng động là bởi không chỉ có sự tham gia tích cực của một trong những nhân vật máu mặt nhất nhì chính quyền Sài Gòn lúc bấy giờ. Cách thức xử lý của vụ án của các cơ quan chức năng sau đó thì cũng khiến cho nhân dân miền Nam vô cùng phẫn nộ. Có thể nói, coi hụ Long An đã trở thành một thùng thuốc nổ được nhân dân miền Nam đeo lên cổ chính quyền Tổng thống Thiệu để đợi khi quân giải phóng bắt đầu đánh bại quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì nó cũng sẽ phát nổ và kéo sập chế độ này xuống mồ sâu. Diễn biến vụ án. Khoảng 3 giờ chiều ngày 31 tháng 1 năm 1974, có một đoàn xe nhà binh, xe GMC thuộc quân vận vùng 3 Phủ Bạt bịt bùng. Dù ban ngày thì vẫn mở đèn, chạy ào ào từ thành phố Mỹ Tho thuộc tỉnh Định Tường, ngày nay là Tiền Giang, theo quốc lộ 4, đường quốc lộ 1A ngày nay, về hướng Sài Gòn. Thời ấy, xe nhà binh chạy bạt mạng trên đường là hình ảnh bình thường. Người và phương tiện giao thông khác trên đường phải biết nhường, nhất là khi dẫn đầu đoàn xe lại là chiếc xe Jeep của quân cảnh có treo cờ ba sọc, hụ còi inh ỏi. Đích thân viên đại úy quân cảnh tên Nhiều, tức tiểu đoàn phó tiểu đoàn quân cảnh thuộc biệt khu thủ đô, ngồi trên xe Jeep. Khi đoàn xe chạy qua thị xã Tân An, tỉnh Long An, đại úy Nhiều cho xe chạy chậm lại và thò đầu ra chào mấy người lính trực ở trạm kiểm soát, rồi tăng tốc chạy tiếp qua cầu Tân An. Thế nhưng, một sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra. Hai viên trung sĩ quân cảnh mới ra trường về trạm nhận nhiệm vụ, không biết đại úy Nhiều nên đã thổi còi bắt dừng xe. Nhưng đoàn xe thì cứ phóng thẳng, cũng có ý cho rằng là họ biết mặt, nhưng vì thấy viên đại úy có dấu hiệu như say xỉn nên buộc phải cho dừng xe để đảm bảo an toàn. Về sau, khi đứng trước ủy ban điều tra thì hai viên sĩ quan này lại khai rằng lúc đó họ thi hành phận sự rồi thổi còi chặn đoàn xe lại, nhưng đoàn xe thì không dừng. Dù biết rằng đoàn quân xa có quân cảnh mở đường hợp lệ, kể cả việc đại úy Nhiều chiếm trệ trên xe, nhưng đoàn tùy tùng thì lại hết sức nhốn nháo, có cả quân nhân và dân sự. Nhiều người thì ăn mặc lôi thôi, nhếch nhác. Trong khi đó thì tốc độ của các quân xa là quá nhanh khi qua trạm gác. Lúc này họ cũng nhớ tới nghiêm lệnh của phủ tổng thống là phải kiểm soát chặt chẽ kể cả những đoàn quân xa khả nghi tiến vào đô thành. Bởi kể từ sau khi mà chính quyền cách mạng Việt Nam thực hiện chiến dịch tổng tấn công Mậu Thân 1968 thì hàng năm cứ tới dịp lễ Tết là chính quyền của Thiệu luôn phải nhắc nhở quân đội chính quy, kể cả địa phương và các đơn vị nhân dân tự vệ phải đề cao cảnh giác. Sợ trách nhiệm, cả hai liền cấp tốc điện báo cáo cho chỉ huy của họ là Trung úy Thọ rằng có một đoàn xe lạ tiến về Sài Gòn, nghi là lực lượng đảo chính. Viên Trung úy trưởng đồn đang nhậu, thất kinh hồn vía, liền điện báo cho Đại tá Lê Văn Năm, tỉnh trưởng Long An. Đến lượt Đại tá Năm hoảng sợ, liền điện thoại cho quận trưởng Bến Lức, nhưng đoàn xe nhà binh thì đã vượt ra khỏi trạm kiểm soát Bến Lức, cách thị xã Tân An hơn 10 km. Càng lo sợ, Đại tá Năm liền điện cho quận trưởng Gò Đen, cách thị xã Tân An 20 km, bằng mọi giá phải chặn đứng đoàn xe. Viên quận trưởng Gò Đen ra lệnh dựng chướng ngại vật giữa lộ, được lệnh khẩn cấp của cấp trên. Quận trưởng Gò Đen lập tức chỉ thị cho các binh sĩ và lực lượng nhân dân tự vệ trong vùng đem các chướng ngại vật ra chặn ngang đường, đồng thời còn cho lính tráng đem dây thép kẽm gai giăng kín cả lối đi. Dân chúng trong khu gia binh gần đó biết tin cũng hùa vào đem bàn ghế ra chặn đường. Cảnh tượng diễn ra như phim hành động. Không thể vượt qua rào cản, đại úy Nhiều dừng đoàn xe lại và dọa: "Tôi là đại úy Nhiều, thuộc biệt khu thủ đô, có công tác đặc biệt. Đoàn xe GMC đi sau là của biệt khu đang làm nhiệm vụ, không ai được làm chậm trễ." Viên quận trưởng Gò Đen không dám có ý kiến, liền điện báo cho Đại tá Năm. Thế là mặc dù trời đang đêm, nhưng Đại tá Năm cùng đoàn xe hộ tống cũng phải cấp tốc lên đường đến Gò Đen để làm rõ vụ việc. Nếu diễn biến bình thường, Đại tá Năm đến Gò Đen nhận ra đại úy Nhiều thuộc biệt khu thủ đô thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, đoàn xe sẽ tiếp tục lên đường. Thế nhưng, có một chuyện tình cờ làm cho vụ việc trở nên lớn chuyện. Một đại đội địa phương quân hơn 100 quân đóng gần đó thấy chuyện lùm xùm thì bu lại coi. Mấy người lính tò mò vén tấm bạt phủ xe nhà binh thì thấy chất đầy trong đó là rượu ngoại, thuốc lá thơm, những thứ vô cùng đắt tiền thời ấy, nên la lên: "Đồ lậu!" Tức thì
cả trăm tên lính xông vào cướp hàng trên xe. Khi tỉnh trưởng Lê Văn Nam đến hiện trường thì mọi việc đã rồi. Hơn phân nửa số hàng lậu trên xe đã bị cướp mất. Trong tình huống hoảng loạn và màn đêm buông xuống, đám mặc thường phục cũng nhảy khỏi xe quân xa và mất dạng trong bóng đêm. Cảnh tượng hỗn loạn chỉ chấm dứt khi đại tá Năm cùng đoàn tùy tùng tới nơi, lúc đó vào khoảng 21 giờ. Đại tá Năm cũng không biết xử trí như thế nào cho phù hợp, buộc lòng ông ta phải gọi khẩn báo cho Trung tướng Phạm Quốc Thuần, tư lệnh quân đoàn 3. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại, tướng Thuần cũng không dám ban hành một chỉ thị nào cho đại tá Năm để giải quyết vụ việc. Thay vào đó, tướng Thuần cho biết sẽ báo cáo vụ việc lên Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Tổng thống để xin ý kiến. Thế nhưng, bằng một cách nào đó, thông tin thì vẫn bị lọt ra ngoài. Sáng hôm sau, báo chí Sài Gòn loan tin ầm ĩ về vụ buôn lậu có xe quân cảnh hụ còi mở đường khiến cả Sài Gòn xôn xao. Ông Trần Hoàng, một nhà báo đương thời, cho biết vụ việc buôn lậu đổ bể giữa đường. Báo chí Sài Gòn thời bấy giờ mỗi phen được hả hê bởi từ trước cho tới khi vụ việc bị phát giác, cánh báo chí luôn bị bưng bít thông tin, đặc biệt là những chuyện làm ăn của các phu nhân tổng thống, thủ tướng. Ông Trần Hoàng cho biết thêm, vụ buôn lậu được phát hiện tại Long An, mà thời đó cánh báo chí chúng tôi đặt tên là vụ còi hụ Long An có quy mô rất lớn, có sự tham gia của nhiều đơn vị thuộc nhiều binh chủng khác nhau. Đầu tiên, báo chí quan tâm tới nhiều nhất là xem ai đứng sau vụ việc, rồi đến nguồn hàng này từ đâu chuyển về Việt Nam với lượng lớn như trên. Báo chí cũng điều tra ra được hàng vào Việt Nam bằng đường thủy và thường vào một khung giờ quy định. Theo đó, con tàu Panama của biển Việt Nam lúc trời tối. Đồng thời, ở đây đã có sẵn một lực lượng giang đoàn, tức lính thủy của thành phố Mỹ Tho chờ sẵn và chịu trách nhiệm chuyển vào đất liền. Những kiện hàng này được vận chuyển về một kho chứa tại chợ gạo, tỉnh Định Tường, tức Tiền Giang ngày nay. Công tác bốc rỡ hàng hóa phải kết thúc vào khoảng trưa hôm sau. Còn trong quá trình vận chuyển về chợ lớn thì phải me lúc trời tối đến Phú Lâm, cửa ngõ vào trung tâm Sài Gòn là vừa. Như vậy sẽ tránh được sự dòm ngó, đặc biệt là cánh báo chí. Tại khu vực kho hàng ở chợ gạo, người ta thường thấy nhiều chiếc GMC thuộc quân vận vùng 3 cắm ở đó. Số quân xa này được đặt dưới quyền chỉ huy của đại tá Trần Quốc Khang. Đáng nói ở đây là địa điểm chứa hàng lậu là chợ gạo, thành phố Mỹ Tho của tỉnh Định Tường, tức Tiền Giang ngày nay, thuộc vùng 4 chiến thuật. Nhưng đoàn quân xa chuyên chở hàng từ chợ gạo về chợ lớn thì lại là những chiếc quân xa thuộc quân vận Cuba. Ngay cả quân cảnh mở đường cho đoàn quân xa chở hàng lậu cũng thuộc quân Cuba, rồi tới địa điểm xuống hàng lậu và đem phân phối tại thị trường thì cũng thuộc lãnh thổ quân Cuba do biệt khu thủ đô đảm trách. Nhiều người cho rằng đã có sự thỏa hiệp của những ông bà trùm để không xảy ra tranh chấp. Cũng theo ông Linh, lúc đó dư luận cũng quan tâm tới chuyện những trùm ở phủ đầu rồng buôn bán những mặt hàng gì. Khi được công bố, nhiều người mới té ngửa vì có quá nhiều mặt hàng xa xỉ phẩm, đắt tiền, đặc biệt là để bán dịp Giáng sinh và Tết. Các loại rượu quý như cognac, martel, whisky, champagne, các loại thuốc lá thơm như Caravan A, Ba Số, Marlboro, các loại quần áo, hàng vải, tơ lụa, giày tất của Pháp, Ý, các loại đồ chơi điện tử của Nhật, đồng hồ hiệu Omega, Longines, Rolex, Senco, Certina, các loại bánh kẹo nổi tiếng của Anh, Hà Lan, Đan Mạch, v.v. Tổng số hàng này trị giá khoảng hơn nửa tỷ đồng tiền miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Từ các bằng chứng trên, báo chí Sài Gòn được dịp đã thẳng tay vạch trần đường dây buôn lậu do bà Thiệu cầm đầu. Thật ra, chuyện này ở Sài Gòn thời đó thì ai cũng biết. Thế nhưng hàng lậu của bà Thiệu mà bị bắt thì quả là động trời. Thời ấy ở miền Nam không có buôn lậu qua biên giới Tây Nam. Con đường nhập hàng là chủ yếu từ tàu biển đậu ở ngoài khơi rồi đem vào đất liền. Lại thêm, bà Nguyễn Thị Mai Anh, vợ của ông Nguyễn Văn Thiệu, quê ở Mỹ Tho, mà con đường vận chuyển hàng lậu được báo chí khui ra ở trên thì lại vừa khớp với quê của bà, nên bà bị rơi vào diện tình nghi là rất cao. Cách xử lý gây phẫn nộ. Điều đáng nói khiến ai nấy cũng đoán được ra trùng cuối trong vụ buôn lậu này, đó là khi đối diện với vụ án thì Nguyễn Văn Thiệu đã hành xử một cách mất khôn, càng gây phẫn nộ trong dư luận. Theo luật quan thuế thời đó, ai có công bắt buôn lậu đều được thưởng tỷ lệ phần trăm trên giá trị hàng lậu bắt được. Và lại, hai viên trung sĩ quân cảnh ở thị xã Tân An, rồi Trung úy Thọ, đại tá Năm và thiếu tá quận trưởng Gò Đen đáng lẽ phải được thưởng công. Nhưng ngược lại, thì ngoài đại tá Năm, tất cả đều bị tống giam và sau đó bị đem ra tòa xử phạt rất nặng. Giới báo chí thời bấy giờ gọi đó là một phiên tòa đặc biệt. Tổng thống Thiệu không có cách nào để giấu mặt, đành phải xuất đầu lộ diện và trực tiếp giải quyết vấn đề. Theo lẽ thường, vào thời điểm ấy, nếu những sự vụ tương tự như thế diễn ra,
thì nó sẽ thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của viên tổng giám đốc quan thuế, hoặc cao lắm là tới tổng trưởng tài chính hay kinh tế, chứ chưa tới mức phải tới tay phủ tổng thống. Bên cạnh đó, một chi tiết cũng đáng chú ý là sau khi vụ án xảy ra, nhiều tờ báo hả hê và nhảy vào loan tin, nhưng ngay sau đó thì đã bị tuyết còi lập tức. Tổng thống Thiệu đã cho thành lập một ủy ban điều tra và thanh mãi để giải quyết số hàng tồn kho còn lại sau khi bị cướp. Nhóm này gồm có tổng giám đốc quan thuế, tổng giám đốc cảnh sát quốc gia cùng một vài tay chân thân tín khác. Số hàng còn lại được đem ra đấu giá và số tiền thu được sẽ đem vào cứu trợ cho các gia đình cô nhi quả phụ tử sĩ. Cũng có thông tin cho rằng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đành phải đích thân ra lệnh thành lập một ủy ban điều tra cấp trung ương gồm có Bộ Quốc phòng, Tổng Thanh tra, Quân cảnh và An ninh quân đội do Đồng lý Bộ Quốc phòng Tôn Thất Trước làm chủ tịch ủy ban. Thế là hàng loạt những người dính líu vào vụ án vô tiền khoáng hậu này đều bị triệu tập điều tra. Đó là đại úy Nhiều, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 6 quân cảnh của biệt khu thủ đô, là đại úy Thế, nguyên là tiểu đoàn 4 quân cảnh, trưởng đồn quân cảnh Mỹ Tho, đại úy Thế là con rể của đại tá Luông, là giám đốc cảnh sát quân khu 3, đại úy Cuối, trưởng đoàn quân xa thuộc quân vận vùng 3, v.v. rồi cả trưởng ty cảnh sát chợ gạo, thiếu tá chỉ huy trưởng giang đoàn ở Mỹ Tho. Đặc biệt, đáng chú ý nhất là những người có công ngăn chặn và bắt chuyến hàng lậu được dẫn bằng xe quân cảnh còi hụ như trung úy Thọ, trưởng đồn quân cảnh Long An, rồi hai viên sĩ quan quân cảnh gác trạm kiểm soát Long An cũng bị bắt. Và đây là những người có công trong việc báo cáo vụ việc lên thượng cấp để tỉnh trưởng Lê Văn Năm cho chặn đoàn xe bằng bất cứ giá nào. Vụ án không cần điều tra, phiên tòa thì không có tranh luận, không có luật sư cho bảo chữa. Tất cả đều bị truy tố hai tội danh. Một là đã để cho những chính phạm và nhân chứng dân sự trong vụ buôn lậu tẩu thoát mất dạng, gây cản trở cho cuộc điều tra của nhà chức trách. Thứ hai là để thất thoát một số hàng hóa, gây thiệt hại lớn lao cho công quỹ. Khá là buồn cười. Sự biến mất của những người có liên quan. Và kết quả của vụ xét xử này và những diễn biến về sau cũng làm nhiều người bất ngờ. Điển hình là đại úy Nhiều, đại úy Thế, đại úy Cuối, mỗi người lãnh 6 cuốn lịch, bị tước đoạt binh quyền và bị lưu đẩy ra ngoài côn đảo. Có tin còn cho rằng đại úy Nhiều bị án khủng lên tới 20 năm tù và đày ra khổ sai ở côn đảo. Còn đại tá Lê Văn Năm, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng Long An thì bị giáng cấp xuống đại úy và bị thuyên chuyển ra sư đoàn 21 đóng ở Trương Thiện, Gia Rai và phải đi hành quân như một lao công chiến trường. Trung úy Thọ, trưởng đồn quân cảnh Long An, mặc dù đã có công và rõ ràng là không dính líu gì vào vụ buôn lậu thì cũng bị xử phạt mấy chục ngày trọng cấm, có ghi vào quân bạ và bị thuyên chuyển đi làm trưởng đồn quân cảnh ở Phước Long. Tương tự, hai viên sĩ quan quân cảnh thuộc trạm kiểm soát Long An đã có công đầu tiên báo cáo về hành tung của đoàn quân xa đều bị phạt mỗi người mấy chục ngày trọng cấm, có ghi vào hồ sơ và thuyên chuyển lên Pleiku thuộc tiểu đoàn 2 quân cảnh. Đáng nói hơn nữa là nhiều người sau khi bị thi hành án được một thời gian ngắn thì mất tích hoặc là chết không rõ nguyên nhân. Trường hợp được ghi nhận là trong một thời gian sau khi làm trưởng đồn quân cảnh Phước Long, Trung úy Thọ đã được báo là mất tích, không rõ lý do gì. Tương tự như Trung úy Thọ thì hai viên sĩ quan một thời gian sau khi thực hiện nhiệm vụ mới ở Pleiku cũng bị bắn chết, không rõ nguyên nhân. Dư luận cũng lên tiếng về việc không thấy ai đứng đầu tổ chức buôn lậu này đứng ra chịu trách nhiệm. Có điều, các mũi búa rìu dư luận đều chĩa vào Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và đệ nhất phu nhân Nguyễn Thị Mai Anh cùng với sự cộng tác mật thiết của vợ chồng Tẩu tướng Trần Thiện Khiêm cũng như vợ chồng người chị gái của đệ nhất phu nhân cư ngụ tại Mỹ Tho. Tuy nhiên về sau, do sự siết chặt quản lý thông tin, họ không dám đứng lên chống lại chính quyền Thiệu. Nguyễn Văn Thiệu và Trần Thiện Khiêm lo sợ từ hậu quả của vụ buôn lậu này sẽ dẫn tới đảo chính nên càng siết chặt quân đội. Thế nhưng, như chúng ta đã biết, chính quyền Sài Gòn với tất cả sự phản động, thối nát vốn có chỉ có thể trụ được chưa đầy một năm nữa. Like và tương tác của chúng mình trên Facebook tại fanpage Battle Cry Người Kể Sử. Đường link mình có gắn phần mô tả và top comment của video này. Ngoài ra, các bạn có thể ghé kênh YouTube thứ hai của team mình tại Battle Cry Khám Phá Thế Giới, nơi có những câu chuyện về lịch sử và địa chính trị thế giới vô cùng hấp dẫn. Nếu như bạn thích những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battle Cry Thường Trường Ký Chuyện nhé. Đây là dự án mới nhất của team mình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.